Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì lại là Sang đây. Thì hôm nay Sang xin làm chuỗi hành trình về sản phẩm mà Sang mới mua được từ Hàn Quốc. Là do là dạo này á, cái này là Sang mua ở Việt Nam, nhưng mà nó là sản phẩm từ Hàn Quốc. Thì là dạo này do da mặt của Sang á là, các bạn cũng thấy nè, lên mụn rất là nhiều. Đây, cũng thấy không? Bây giờ là mụn thấm rất là nhiều. Và cái video này á là Sang xin làm về 7 ngày sử dụng sản phẩm này. Sang không có là mình review hay là giới thiệu gì hết. Đây là chỉ là một cái clip mà Sang làm về 7 ngày Sang trải nghiệm cái sản phẩm này thôi. Thì mà mình cũng chưa từng sử dụng sản phẩm này, thì theo như Sang được tìm hiểu trên mạng các mạng xã hội á, hoặc là các kênh YouTube á, thì cái sản phẩm này á nó rất là tốt cho cái việc mà trị mụn trong vòng 30 ngày. Nhưng mà Sang chỉ làm clip này trong vòng 7 ngày, là kiểu như là mình làm 7 ngày trước, sau đó là mình sẽ làm một cái clip vào 30 ngày sau, là để coi được cái sau 7 ngày thì cái hiệu quả của cái sản phẩm này nó sẽ là như thế nào. Thì sản phẩm này có 4 dòng sản phẩm, thì là sữa rửa mặt, serum, toner với lại cái kem dưỡng. Nhưng mà Sang sợ là mình không có hợp với sữa rửa mặt đó, tại vì mình hợp với sữa rửa mặt nào rồi thì Sang sẽ sử dụng một cái loại sữa rửa mặt đó thôi. Nên là Sang quyết định là mình chỉ mua 3 cái dòng sản phẩm. Thì may mắn thay là mình mua được tặng thêm cái này nè mọi người. Đây, ui, chết rồi. Đây mọi người, nhưng mà tặng được cái mặt nạ này thứ của mình là 3 cái này. Thì đây, đây là 3 dòng sản phẩm của mình. Không phải là dòng sản phẩm của mình nha, 3 cái này là mình mua được. Rồi, thì đây là 3 cái mà mình mới mua được. Thì mình mua một cái toner với một cái serum. Này, như mình nói là mình sẽ mua một cái toner, một cái serum với một cái kem dưỡng. Do là da mặt của Sang nó không có phù hợp với lại những cái loại mà dưỡng mà dưỡng dạng kem, nên Sang chỉ sử dụng các loại như là toner với serum thôi. Thì Sang sẽ sử dụng cái này ha. Bây giờ là mình đập hộp trước đi mọi người. Sang rất là nôn tại mình mua từ hồi chiều rồi, mà bây giờ rất là tối rồi, bây giờ Sang mới đập hộp được. Thì có thể video này là không, đúng rồi, đây nè, vẫn còn tem đàng hoàng nha mọi người, vẫn còn tem chính hãng. Đây thì là Sang mua là cái loại này là chai lớn với lại một cái loại kem dưỡng loại kit. Cái này là mình chỉ là dạng sử dụng thôi. Thì nếu như bạn nào biết về dòng sản phẩm AHA, BHA, PHA 30 ngày thì mình sẽ biết là cái này rất là nổi. Nghe nói là năm ngoái sản phẩm này rất là nổi và bây giờ mình mới được trên tay sử dụng. Và bây giờ thì mình xin test thử cho mọi người. Vậy đầu tiên là Sang sẽ đập hộp nó trước ha mọi người ha. Nó có một cái tem mọi người, nên là mình đập hộp nó. À đây. Thì wow, chai rất là bự mọi người. Đây, đây xin mọi người. Cái chai này Sang mua là 3 chai 30, chai Sang mua là 30ml. Trong này là nó có, đây để Sang kéo gần cho mọi người coi ha. Đây là nó có hai cái lớp đó mọi người. Đây để các bạn hôm nay là trong này nó sẽ có hai cái lớp, đó là mình nghĩ là nó giống một cái lớp dầu với lại cái bóp nước dưỡng. Còn cái thứ hai là cái toner mọi người ha. Đây, đây là vẫn có tay luôn. Dạ, cái này lúc mà mình mua thì nó không có hộp, tại nó là chai nhỏ nên là nó không có hộp. Đây nè, đúng rồi nè. Đây là chai toner của mình đây. Thì theo như Sang được biết á, thì là cái này nè, kháng viêm, kháng khuẩn, chống sưng. Thì nó trị mụn rất là tốt. Thì bây giờ mình xin sử dụng ha. Thì cái bước đầu thì mình đã bỏ đi rồi, thì là cái bước rửa mặt hay mọi người. Thì bây giờ mình chuyển qua cái bước skin care luôn. Rồi, đầu tiên á, thường á là sau khi rửa mặt các bạn sẽ sử dụng qua toner. Thì toner thì có nhiều người sử dụng cái thì hôm nay là ngày đầu tiên nha mọi người. Đây để mình bấm ngày, mình cho các bạn coi ngày luôn đấy chắc chắn. Đây, đây là ngày, trời, không thấy gì chưa. Hôm nay là ngày 2 tháng 3, thì sẽ là 7 ngày nữa là ngày 9. Đúng rồi, ngày 9, thì mình sẽ, ngày 9 mình sẽ, mình sẽ hoàn thành được cái thử thách này. Rồi, đầu tiên là mình sẽ tháo cái này ra mọi người. Wow. Thì đầu tiên là
Sang sẽ sử dụng cái này trước, thì thường cái bước đầu là cái bước toner, không cái bước đầu là bước rửa mặt, nhưng mà Sang bỏ cái bước đó rồi, tại vì mình đã rửa mặt rồi. Thì toner thì mình có nhiều người là có nhiều cách sử dụng, giống như là mình sử dụng bông tẩy trang á để tiết kiệm hơn, nhưng mà theo như mình được biết đó là mình nên nhử vài giọt lên bên tay, xong đó rồi mình bổ lên nó mặt cho mọi người. Cảm giác mà cái mùi chạm trà rất là thơm, hình như nó có bạc hà trong này sao mình không biết, thì nó có the the nữa, the the nhẹ. Bước tiếp theo là bước serum, đây là bước serum. Cái này hình như là nó có hai lớp nên là mình quyết định là mình sẽ đắp lên là mình sử dụng này. Cái serum này nó không phải là serum dạng đặc nha, nó là một loại serum dạng lỏng. Thường thì serum mới nhiều bạn là thoa lên tay xong rồi dùng ấm để thoa, còn mình thì mình thích cái kiểu như là cái sản phẩm này cái mùi của nó rất là thơm mọi người, rất là thơm luôn. Bước kem dưỡng, kem trị mụn, dán cái này mình. Là kem dưỡng, các người nghĩ là kem trị mụn đúng không? Mình sẽ chấm lên bốn đường luôn, không ngọt. Làm mong rằng 7 ngày sau mình sẽ nhận được một kết quả thật là tốt. Xong rồi. Và bây giờ mình sẽ bye bye mọi người và mình đi ngủ đây. Mọi người chờ mình 7 ngày sau nhé. Mọi người thì hôm nay là ngày thứ hai Sang sử dụng sản phẩm AHA BHA 30 ngày, 30 đại, 30 ngày Miracle của nó là như vậy đó. Rồi đây là ngày thứ hai ha. Chào mọi người, thì bây giờ là ngày thứ ba Sang sử dụng sản phẩm AHA BHA rồi, 30 ngày. Thì hôm qua nó mới lên cục này, nhưng cục này mình mới nặng. Nói chung là mình cảm thấy cái này là mụn ẩn sẽ nổi lên rất là nhiều, và những cái mụn kia thì nó sẽ giảm. Tới ba mọi người, hai mọi người, thì bây giờ là ngày thứ ba đang sử dụng sản phẩm này rồi. Thì đây là mặt của mình đây, mới xuất xong nó có lên những cái mụn li ti, mà để cho kiểu như mọi người nghĩ là mình không có dối nên là mình đã để râu thêm, mình không cạo luôn, để cho mọi người nghĩ là không, cho mọi người biết rằng là mình có sử dụng xong như thế đây. Nói chung là có vài cục mụn lên, bé bé xinh xinh. Hai mọi người, thì bây giờ là ngày thứ tư Sang sử dụng sản phẩm này rồi. Hôm nay Sang cho nhiều serum hơn một xíu nên da mặt của Sang có vẻ là hơi bị căng bóng mọi người ơi. Đây, cái cục này vẫn chưa bay đi cái màu thâm của nó. Hai mọi người, thì hôm nay là ngày thứ sáu Sang sử dụng sản phẩm này rồi. Thì là Sang bị lộn một ngày á, là ngày hôm thứ ba đó. Là thứ ba Sang nó tới 2 ngày lận. Thì là mong mọi người thông cảm, thì bây giờ là ngày thứ sáu rồi, ngày mai là ngày thứ bảy, Sang hoàn thành cái buổi kiểu như là một video mà 7 ngày sử dụng sản phẩm này. Thì hôm nay là nó mới cái mụn của mình nó mới trồi nhân lên thì mình mới nặng bớt ha, thì sản phẩm này cũng rất là ok, các bạn chờ ở ngày mai nữa nha, bye bye mọi người. Thì bây giờ là ngày thứ bảy Sang sử dụng sản phẩm serum AHA BHA rồi. Thì với ngày thứ bảy này á, thì sau 7 ngày sử dụng sản phẩm thì Sang cảm thấy là khuôn mặt của mình nó cũng có sự thay đổi rất là nhiều, kiểu như là
cái mụn ẩn nó có thể đẩy lên rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mà các bạn thấy là bây giờ vẫn còn có tác hại, à là không phải là tác hại mà kiểu như là mụn nó vẫn lên, nó không nó giảm rồi. Nói chung là cái này mình sang nó lấy nhân hết rồi nên là nó chỉ còn là cái vết thâm thôi. Thì cái sản phẩm này rất là tốt mọi người, theo sang là cái cũng tốt tại vì nó cũng thấy nó rất là tốt tại vì nó hết mụn nè, với lại nó có đẩy mụn ẩn lên, thế là nó, khi mà mình ngủ nó làm cho da mặt mình kiểu như là không có bị mất độ ẩm á. Tại vì thường là Sang sẽ sử dụng sữa rửa mặt xong là Sang sẽ bị cái da mặt của mình bị mất ẩm. Những cái bước sản phẩm này nó thật sự mình cảm thấy là rất phù hợp cho các bạn nam giống như mình, tại vì mình rất là lười mọi người, mình không có kiểu như mình không có rảnh, mình không có nhiều thời gian để mình sử dụng cái sản phẩm skincare hay là nhiều bước, mình chỉ cần có hai bước này thôi, cứ cùng một cái bước rửa mặt. Tại vì mình nghĩ là sau cái bước rửa mặt á, các bạn cần nên phải có một cái bước cung cấp nước ẩm như là toner hoặc là serum thì nó sẽ tốt hơn. Thì serum thì mọi người đều biết là nó có rất là nhiều dưỡng chất thì nó sẽ tốt cho da mặt. Với lại cái serum này thì nó có cái kiểu như là trị mụn á, đẩy mụn ẩn lên, thì Sang cảm thấy là mụn của mình nó cũng có là giảm. Thì Sang có thử trên hai khuôn mặt nhưng mà do là cái bạn thử với mình á thì là không dám đưa lên, tại vì sau cái ngày thứ 3 ngày sử dụng đầu á là khuôn mặt bạn đã bị mụn lên rất là nhiều, bị mụn rất là nhiều luôn khuôn hai bên. Thì mình có tìm hiểu ở trên các kênh các thông tin trên mạng á thì là nhiều người cũng bị như vậy, thì là do là cái hiện tượng đẩy những mụn lên, thì tình trạng mụn của các bạn của mình nó cũng đang hiện tại là mụn cũng đang rất là kiểu như đang cũng đang gọi là khẩn cấp á, nên là mình cũng sử dụng, mình mới kiểu như cũng muốn sử dụng thử. Thì là mình mới thử lên trên hai khuôn mặt của hai người, thì cảm thấy là khuôn mặt hai người thì nói chung là cái đối với bạn đó thì cái phần ở dưới đây nè mọi người thì hiện tại nó đang được giảm, với lại mụn thì nó khô nên mà bạn nó lấy thường xuyên luôn, nói chung là nó khô lại, nói chung là đẩy lên nhưng mà nó cũng có khô nha mọi người, nên là nói chung là nó cũng có giảm. Thì có mình cũng có nhiều người không tin, thì cũng có nhiều người bị cái hoàn cảnh như vậy đó, kiểu như là đang xài cái tiện bị lên mụn, nhưng mà có những người thì người ta sợ quá người ta lên tới hỏi, nhưng mà có người kiên trì đủ 30 ngày thì nó giảm. Thì nếu thì là như vậy đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video này, nếu các bạn có thông tin, nếu mà các bạn muốn hỏi gì thêm thì nhớ comment ở dưới, và nếu như các bạn thích cái video này thì đăng ký kênh của mình cũng như like cho mình một cái cho mình có thêm cái động lực nào đó để mình ra thêm nhiều cái clip mới. Còn nếu như các bạn mà thích cái những cái video như thế này á thì các bạn cũng like cho mình biết là các bạn thích cái video này cái kiểu dạng như vậy. Còn nếu như bạn nào mà muốn mình thử trong vòng mà sản phẩm nào mà trong vòng 7 ngày thì cứ comment bên dưới, thì nếu như mình cảm thấy mình có đủ điều kiện, mình có đủ thời gian và mình có thể thử trên khuôn mặt của mình đó thì mình sẽ thử cho các bạn xem ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem, xin chào mọi người. Sang quên một điều nữa là Sang xin lỗi mọi người, tại vì trong 7 ngày qua Sang sử dụng sản phẩm này á, cái cách ví dụ hôm nay thì đỡ đi, còn những ngày trước á, thì Sang sử dụng xong và Sang đi ngủ thì là cái cách ăn mặc của mình nó cũng như là đầu tóc của mình nó không được chỉnh chu cho mấy trong cái video, thì xin mọi người thông cảm và Sang xin lỗi, cái đó mình xin lỗi nha. Thì giống như là mình không được chỉnh chu mấy, thì có gì mọi người thông cảm cho mình về cái vấn đề này. Và cái cách nói chuyện của mình nó vẫn còn hơi ngại với mọi người nên là mọi người cũng thông cảm. Thôi, bye bye mọi người nha.